công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali. Điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 20 tây của tháng 11 của năm 2023 và chúng ta đang xuất hiện trong chương trình 567. Đó là 567. Có một câu hỏi của cháu Vinh trong phần đầu của chương trình thì cháu nó đã đang làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ cháu. Hồ sơ cháu nó làm từ tháng 7 của năm 2019, hoàn tất cái hồ sơ tháng 8 của năm 2022. Hai tháng nữa cháu đủ điều kiện để thi vào quốc tịch. Rồi cháu nó có một đứa con chung với người vợ nhưng mà không có làm hồ sơ bảo lãnh. Thì cái câu hỏi của cháu là chừng nào phỏng vấn có nên vào quốc tịch hay không? Câu hỏi đơn giản như vậy mà thật sự nó không có đơn giản như vậy đâu. Cho nên trước khi trả lời cái câu hỏi của cháu Vinh, thì bây giờ Tuấn gửi luôn cái visa bulletin phần A của tháng 12 của năm 2023. Rồi nếu mà quý vị thấy cái ưu tiên F2A nó đang đứng yên vào năm 2019 thì nó dễ để cho mình trả lời cái thắc mắc và cái tính toán của cháu Vinh. Mời quý vị theo dõi cái phần A của tháng 12 năm 2023. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 12 năm 2023, bản A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2015. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 2 năm 2019. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2015. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 1 năm 2009. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 4 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 12 năm 2023. Và thưa quý vị, cái visa bulletin của tháng 12 nó đứng yên giống như visa bulletin của tháng 11 và tháng 10. Thì trong cái câu hỏi của cháu Vinh là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ thì đó là ưu tiên F2A. Ưu tiên F2A, cái ngày ưu tiên của cháu là tháng 7 của năm 2019 và bây giờ nó đang có quyền phỏng vấn nha, chứ không phải là phỏng vấn liền đâu. Đang có quyền phỏng vấn những cái hồ sơ nào mà nộp trước ngày 8 tây tháng 2 của năm 2019. Trước ngày 8 thì tháng 2 của năm 2019, hồ sơ của cháu là sau đó 5-6 tháng lận. Okay. Cái này nó quan trọng là như thế này, là thẻ xanh khi bảo lãnh cho vợ, chỉ cần một bộ hồ sơ cho vợ và những đứa con sanh đẻ hoặc là con đi chung xong. Còn khi mình vào quốc tịch rồi đó, là mỗi người phải là một bộ hồ sơ, tại nó đưa lên trực hệ và bắt buộc. Nó phải đưa lên trực hệ chứ mình không có cái quyền xin trở lại cái ưu tiên F2A. Cho nên từ F2A mà mình có quốc tịch giống như tình trạng của cháu Vinh thì bắt buộc nha, mandatory, phải chuyển lên immediate relative và trực hệ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ hoặc là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi. Nào, nếu mà vào quốc tịch thì bắt buộc đứa con phải có một cái hồ sơ riêng. Hồ sơ riêng bắt đầu với sở di trú, đóng cho sở di trú 535 và trung bình từ ngày mình nộp cho tới cái ngày phỏng vấn nó khoảng gần tới 15 cho tới 18 tháng và nó tốn kém tiền 535, 445 tiền visa và 220 tiền thẻ xanh. Cho nên nó không phải là cái vấn đề nên đợi chờ hay không, hay là nộp cái hồ sơ xin quốc tịch. Thì nếu mình đợi chờ thì cái câu hỏi khi nào nó mới tới cái thứ tự, và
cái này nó khó trả lời là khi nào nó tới cái thứ tự, tại vì mình biết rằng là hồ sơ của cháu cái phần A nó chưa tới, cái phần A nó chưa tới, nó còn ít nhất là 5-6 tháng nữa. Và nếu mình coi cái quá khứ của tên này là nó đứng yên vào tháng 12, tháng 11, tháng 10, ok. Trước đó vài tháng nó thụt luôn all the way cho tới năm 2018 luôn. Rồi sau đó lên lại năm 2020, rồi bắt đầu nó xe nó xuống năm 2019. Đó. Cho nên mình không biết khi nào tới cái thứ tự của cháu. Mà một cái trở ngại nữa là cháu hoàn tất cái hồ sơ của vợ cháu mới tháng 8 của năm 2022 thôi. Thì hồ sơ của vợ của cháu nó chưa có đáo hạn. Hồi trước nó đáo hạn, bây giờ nó chưa có đáo hạn. Cho nên mình có thể mình nói là nó chưa có rơi vào cái hồ sơ mà đang còn dồn với Bộ Ngoại giao, đó là khoảng 311.000 cái hồ sơ. Mà nếu mà nó rơi vào cái đó thì những cái phỏng vấn đầu tiên là quốc tịch Mỹ nè, trực hệ nè, rồi những cái hồ sơ mà hoàn tất trước mình hoặc là cái thứ tự trước mình. Cho nên nó khó để cho mình đoán được là khi nào mà có thể phỏng vấn cái hồ sơ vợ của cháu. Một cái vấn đề mà mình thấy nó có thể nó chậm là tại vì không phải là cái ngày ưu tiên không, mà cái ngày mình hoàn tất cái hồ sơ. Tại vì nó có rất là nhiều hồ sơ mà người ta hoàn tất trước cháu, thứ tự cũng trước cháu mà chưa được phỏng vấn cho tới bây giờ. Đó, và nhớ là mỗi năm nó chỉ có bao nhiêu cái thị thực thôi cho những cái ưu tiên này. Và nếu mà nó phỏng hết cái năm tài chính đó mà chưa hết năm tài chính thì nó phải thụt xuống nữa. Nghĩa là nó giống như cái năm vừa rồi, nó từ đáo hạn nó thụt all the way xuống cho năm 2018, nó lên lại năm 2020, nó lại thụt xuống cho tới năm 2019. Cho nên nó fluctuate, nó lên xuống căn cứ vào cái con số visa nó còn lại. Và mỗi năm tài chính, cái ưu tiên 2A nó chỉ có khoảng gần tới 90.000 cái thị thực thôi. Nhưng mà nếu mà cháu vào quốc tịch được thì cái thị thực nó có liền, vợ cháu phỏng vấn liền. Tại vì trực hệ được cái ưu tiên phỏng vấn đầu tiên trong cái 310.000 cái hồ sơ đồng lại. Đó. Nhưng mà nếu mà vợ cháu được phỏng vấn thì chỉ có vợ cháu phỏng vấn thôi, đứa con không được gắn theo, đứa con phải có cái hồ sơ riêng. Cho nên trong cái tình trạng này, nếu mà chú phải đoán thì chú nghĩ tốt nhất là maybe bây giờ đúc lên cái hồ sơ cho đứa con đi với sở di trú đi. Đó. Tại vì theo kinh nghiệm của mình là được cái gì cứ lấy, tại vì mình không bao giờ mình biết được cái tương lai nó đưa tới đâu đâu. Đó, giả sử nếu mình không lấy bây giờ, mai mốt mình bệnh hoạn hoặc là cần qua này chữa bệnh thì lúc đó nó lại trễ quá. Đó. Cho nên bây giờ nộp liền cái hồ sơ cho đứa con, rồi tới cái thời điểm cứ nộp đơn xin quốc tịch, tại vì cái quốc tịch trước sau thì cũng phải làm, và quốc tịch nó đưa tới cái nhiều cái quyền lợi khác. Đó. Rồi nó còn nhiều cách giải quyết khi đứa con còn kẹt lại. Giả sử cháu có quốc tịch, cháu đun hồ sơ lên rồi vợ cháu được phỏng vấn, vợ cháu phỏng vấn được qua đây rồi. Khi cái cửa khẩu nhập cái thị thực định cư thì nó là cái thẻ xanh tạm. Rồi ngày mai hoặc ngày mốt vợ cháu có thể về để lo cho con của cháu. Và nếu mà cần ở hơn 6 tháng hoặc là thời gian lâu hơn thì làm cái cuốn sổ re-entry permit. Cho nên nó cũng không có mất mát gì. Và nhiều khi qua đây, nhiều khi để sắp xếp công ăn việc làm hoặc lấy bằng lái và những cái quyền lợi khác. Hoặc là nhiều khi trong cái thời gian đó là cái hồ sơ của đứa con đi nhanh hơn một tí. Rồi cái thị thực đó thường thường nó cấp nó có giá trị 6 tháng thì mình có thể mình chờ tới gần 6 tháng mình đi, và nếu mà cần thiết thì gia hạn với cái lãnh sự quán nữa. Cho nên nó có nhiều cái flexibility hơn là khi mình có quốc tịch. Và trong cái thời điểm này nó khó đoán được là khi nào mà cái hồ sơ giống như này có thể phỏng vấn được. Nếu mình cứ đó mình đợi chờ cho cái hồ sơ F2A, khó nói lắm, nó rất là khó nói. Cảm ơn Vinh rất là nhiều. Số điện thoại cho người gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000, đó là 844-858-7000, hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Cho Tuấn xin mời cô Tâm ở Houston, xin mời cô Tâm lên tiếng đi. Dạ, chào luật sư. Tôi có người em đã bảo lãnh cho anh chị Diện đó mà hồ sơ ưu tiên từ tháng 8 năm 2007, và tới nay không có được kêu phỏng vấn gì hết, chị không biết là phải làm sao ạ. Dạ vâng, hồ sơ đã hoàn tất với trung tâm visa chưa? Dạ đã có rồi. Dạ vâng.
Cảm ơn cô Tâm rất là nhiều. Và giống như cô đang theo dõi chương trình thì Tuấn cho cô cái visa bulletin phần A đó. Người ta đang có quyền phỏng vấn những cái hồ sơ trước ngày 22 tháng 4 của năm 2007 thôi cô. Trước 22 tháng 4 của năm 2007. Hồ sơ này là tháng 8 của năm 2007 lận, cho nên nó chưa có quyền phỏng vấn nè. Chưa có quyền phỏng vấn. Khi nào phỏng vấn thì mình, khi nào nó đáo hạn, chừng nào đáo hạn mình không biết được. Và giống như đầu chương trình Tuấn nói là Tuấn dự trù là cái visa bulletin nó sẽ đứng yên một thời gian. Đứng yên một thời gian tại vì cái con số hồ sơ nó dồn động rất là nhiều. Và trong cái thời gian từ năm 2021 cho tới bây giờ là quý vị thấy cái ưu tiên 4 đâu nhúc nhất gì nhiều đâu. Từ năm 2021 cho tới bây giờ là gần tới, từ tháng 2 năm 2021 cho tới bây giờ, cái ưu tiên F4 nó chỉ nhúc nhất từ có 1-2 tháng thôi. Cho nên mình cảm thấy là cái hồ sơ thời điểm này nó dồn động như này tại vì cái mùa COVID, tại vì cái quyết định pháp. Thì Tuấn nghĩ là có thể những cái hồ sơ này có thể là từ 6 tháng cho tới 1 năm nữa nó mới lên danh sách phỏng vấn lực. Cảm ơn cô Tâm ở Houston rất là nhiều. Số điện thoại để cho kêu gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichuacong@luatsutuan.com. Đó là yichuacong@luatsutuan.com. Tuấn có một cái email của một khán giả theo dõi chương trình mà gửi cái email này tới cho Tuấn. Tuấn đã thay đổi rất là nhiều chi tiết trong này rồi. Đây là cái email của một người đang ở đây và đang có thẻ xanh 2 năm nha. Đang có thẻ xanh 2 năm mà đang làm cái thủ tục đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm. Thì trong anh ta gia hạn cái thẻ xanh 10 năm bắt đầu là tháng 10 của năm 2020. Nghĩa là anh ta nộp ghi 751 tháng 10 của năm 2020. Thì sau trong cái thời gian đợi chờ cái thẻ xanh duyệt thì tháng 12 của năm ngoái anh ta nộp đơn xin quốc tịch. Và tháng, xin lỗi, cái chi tiết này nó không đúng. Vào tháng 12 của năm 2022 anh ta thi quốc tịch, nhưng mà vào tháng 6 của năm 2023 anh ta đã ly dị rồi nha. Anh ta đã ly dị. Actually anh ta nộp đơn xin quốc tịch rồi tháng 12 anh ta thi, nhưng mà trước đó 6 tháng anh ta đã ly dị rồi. Nó rất là quan trọng là khi mình nộp đơn xin quốc tịch theo diện 3 năm, vợ chồng là mình vẫn còn sống chung, mình chưa có ly dị. Nhưng mà khi mà ly dị rồi là hồ sơ không còn giá trị. Khi mà không còn sống chung, hồ sơ nó không còn giá trị. Cho nên một trong những cái điều kiện để cho quý vị có thể có quốc tịch sớm với diện vợ chồng là 3 năm là vẫn còn sống chung và chưa có chính thức ly thân và ly dị. Cho nên đầu tiên là cái điều kiện để nộp đơn xin quốc tịch anh ta không có đủ điều kiện. Trước đây đủ điều kiện, nhưng mà khi đã ly dị hoặc ly thân thì không có thể nộp đơn xin quốc tịch. Nhưng mà đầu năm nay Sở Di trú yêu cầu bổ túc thêm cái chứng từ về cái I751 là chứng từ anh ở sống chung. Rồi không may là tháng 8 của năm 2023 thì Sở Di trú đã xuống nhà và điều tra. Đó. Thì cái câu hỏi là không biết hồ sơ mình đã bị kẹt ở đâu. Well, đầu tiên là hai phần quốc tịch và thẻ xanh. Thẻ xanh 2 năm qua 10 năm. Thẻ xanh 2 năm qua 10 năm là cái 751. Nó vẫn còn nằm với cái Sở Di trú. Còn hồ sơ quốc tịch không đủ điều kiện. Tại mình đã ly dị rồi. Cho nên hồ sơ quốc tịch sẽ bị từ chối. Đó là đầu tiên. Cái thứ nhì, thẻ xanh 2 năm qua 10 năm. Mình phải chứng minh đây là hôn nhân sự thật cho dù mình đã ly dị. Cho dù ly dị, mình vẫn có quyền đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm. Nhưng mình vẫn chứng minh đây là thật sự là vợ chồng anh ở sống chung, không hạnh phúc vì lý do nào đó, người ta ly dị. Cho nên cái lo sợ là mình như thấy là như thế này, là Sở Di trú đã thấy cái gì đó, đã thấy cái gì đó mà có thể người ta đưa tới cái con đường mà người ta không tin là sự thật. Cho nên người ta mới chuyển cái hồ sơ này qua một cái văn phòng trong cái Sở Di trú để chuyên đi điều tra những cái sự gian lận. Và người ta xuống, người ta thăm nhà, người ta phỏng vấn. Thì bây giờ người ta phải quyết định là hôn nhân này thật hay không. Nếu mà thật thì người ta có quyền chấp thuận cho cái thẻ xanh 10 năm. Còn nếu mà không thật thì người ta có thể từ chối cái I751, chấm dứt cái thường trú nhân, đưa mình ra tòa để tiến hành thủ tục trục xuất. Thì khi mình ra tòa, trước tòa mình có quyền kháng cáo, trình bày đây là hôn nhân thật. Và nếu mà chánh án tin được mình là sự thật thì người ta vẫn chấp thuận thẻ xanh cho mình. Cho nên một cái câu hỏi này nó rất là nhiều chi tiết, nhưng mà cái chi tiết quan trọng là như này. Khi mà mình đang làm cái thủ tục thẻ xanh 2 năm qua 10 năm trong cái 751,
make sure là hôn nhân mình thật, make sure mình còn ăn ở sống chung trước khi mình nộp hồ sơ xin quốc tịch. Và nếu mà trong cái tình trạng hôn nhân mình tan vỡ hoặc là chia tay hoặc là gì thì mình phải rút bỏ cái N-400 cái hồ sơ quốc tịch lực và chuẩn bị cho cái bổ sung cho cái 751 trong cái tình trạng giống như ly dị hoặc là cái sự thay đổi về cái hôn nhân của mình. Cảm ơn quý vị đã email cho Tuấn. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp, đó là chú Đức ở Arlington. Xin mời chú Đức lên tiếng đi ạ. Hello, dạ. Xin chào luật sư. Xin chào ông ạ. Mời ông trình bày đi ạ. Dạ vâng, thưa luật sư, tôi có người em hôm ngày mùng 7 tháng 11 năm nay đó về Sài Gòn để mà cùng vợ đi phỏng vấn, đưa có quốc tịch bảo lãnh cho vợ qua đấy ạ. Dạ vâng. Thì vào trong và vào trong thì lãnh sự nói là có một số hồ sơ không xem được, không upload được lên trên mạng, trên là theo cái DS 260 giờ luật sư về bảo là về bổ túc thêm hồ sơ vào đấy. Thì bổ túc tất cả vào là upload lại toàn bộ hồ sơ lại lên hết tất cả và cộng thêm tất cả những cái chứng cứ là anh em bạn bè nhận nói là ra đã tham dự lễ cưới này và đã về từ Mỹ về Việt Nam tham dự lễ cưới tất cả mọi việc và đưa chơi hình ảnh tất cả từ coi như là 4 năm trước đấy, từ 2019 tới giờ. Thì bây giờ ngày hôm nay sáng nay nhận được cái thơ của bên lãnh sự quán bảo là từ chối, là refuse. Và chờ cho đến báo cho gửi thơ cho mới quyết định như thế nào. Thì thưa luật sư, thì bây giờ cái mực mình tiếp có thể làm như thế nào để bảo vệ cho okay. Người vợ đưa người vợ qua stop. Ok, nó quá nhiều chi tiết ha. Ok, nhận được cái thơ hay là lên cái website check cái tình trạng đó? Dạ, lên website check tình trạng đó. Ok, hai cái khác nhau big time. Ok, cho nên hai cái khác nhau. Lên cái website nó đề là refuse. Ok. Vâng. Dạ vâng. Ok. Rồi bây giờ cái người chồng đó đã quay lại chưa? Chưa quay lại, vẫn còn ở Việt Nam phải? Vẫn còn ở Việt Nam. Dạ. Mới gọi qua mới báo chưa biết thì. Dạ vâng. Mới gọi mới báo. Ok. Dạ quốc tịch vâng. Dạ vâng. Cảm ơn ông rất là nhiều. Cho nên đây là cái hồ sơ người ta đi phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn, lãnh sự quán chưa có hài lòng về cái quan hệ là thật hay là giả. Chưa có hài lòng về cái vấn đề là thật, cho nên người ta yêu cầu bổ túc, đã bổ túc rồi, rồi sáng nay check trên cái website của cái lãnh sự quán hoặc là của Bộ Ngoại giao thì thấy nó refuse, thì bây giờ người ta lo sợ là hồ sơ đã có thể bị từ chối. Cảm ơn ông rất là nhiều. Ông còn câu hỏi gì không trước khi tôi trình bày cái câu trả lời cho cái tình trạng này? Có thể là chú Đức đã cúp điện thoại rồi. Ok. Khi mà Tuấn thấy những cái tình trạng này đó, là Tuấn nói biết bao nhiêu lần cho thân chủ của Tuấn, cho những cái người tham khảo của Tuấn, ok, là phỏng vấn diện vợ chồng, phỏng vấn diện fiance, phỏng vấn diện người yêu ở bên Việt Nam nó rất là khó, tại vì đối với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, cái mức độ gian lận Việt Nam nó có cao đi, cho nên cái cú sét của nó khó tin, nó rất là khó tin về cái mối quan hệ là sự thật. Cho nên nhiều khi trên đầu óc người ta thật hay là giả, người ta cứ coi là giả, rồi người ta yêu cầu hết rồi, chừng nào hài lòng rồi thì người ta mới cấp cái thị thực cho cái người ở bên Việt Nam. Đó. Mình có thể nói là những cái nhân viên mà chuyên đi điều tra về cái vấn đề gian lận hôn nhân hay cái gì, là ở quốc gia Việt Nam cái nhân viên đó là nhiều nhất soi sánh với những cái lãnh sự quán khác hoặc là đại sứ quán khác, mà phỏng vấn nhiều hồ sơ hơn là Việt Nam, giống như mẹ thấy cơ. Cho nên tại cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, cái nhân viên mà chuyên đi điều tra về cái vấn đề hồ sơ nó phải là thật hay không, về cái vấn đề gian lận hay không, nó là nhiều nhất. Cho nên khi mình thấy như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là nhiều cái hồ sơ là cái lãnh sự quán nó không tin và nó nghi ngờ cái sự gian lận, cho nên nó yêu cầu bổ túc, nó phải xác minh. Nào, tình trạng của gia đình của ông Đức, đây không phải là của ông Đức mà của gia đình, của người quen hoặc là người thân nhân, là đây là diện vợ chồng công nhân Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ. Vợ đi phỏng vấn người ta không tin,
yêu cầu bổ túc cái OF-194, bổ túc upload xong, thì bây giờ lên cái website check nó để refuse. Refuse không có phải là ý nghĩa là cái hồ sơ nó đã từ chối. Ok. Rất tiếc là cái Bộ Ngoại giao nó chỉ có hai cái option thôi. Một là chấp nhận, hai là refuse. Thì đây là một cái chi tiết mà đoàn luật sư di trú hoặc luật sư di trú đoàn đã cố gắng muốn cho cái Bộ Ngoại giao thay đổi, giả sử giống như pending review hay là đang cứu xét. Chứ để refuse như vậy thì nhiều khi ở Việt Nam người ta hoảng lên. Người ta hoảng lên. Người ta nghĩ là có thể bị từ chối. Cho nên khi mà cái refuse đó là nếu mà check trên cái website của cái Bộ Ngoại giao, nó không phải là từ chối. Nó chỉ là cái vấn đề người ta chưa có quyết định cấp thị thực thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là người ta vẫn còn làm thủ tục hành chính. Khi nào chính thức nhận được thư từ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Sài Gòn, xác định là người ta từ chối, người ta không tin, người ta trả lại cái hồ sơ này cho cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, và cơ quan Sở Di trú Nhập tịch cho mình cái cơ hội để tái cứu xét về cái hôn nhân của mình, thì lúc đó là cái hồ sơ mới chính thức bị từ chối đó. Còn nếu mà mình check trên cái website, tôi biết cái này nó rất là confused, cái chữ refuse đó nó không nhất thiết là cái hồ sơ nó từ chối hết, mà nó chỉ là một cái thủ tục mà cái lãnh sự quán chưa có đồng ý cấp cái thị thực cho người ta, tại vì người ta vẫn còn tái cứu xét cái hôn nhân đó. Thì trong cái tình trạng này, nếu mà tôi phải đoán là cái bước kế tiếp là cái gì, cái bước kế tiếp là tụi nó là cơ nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tới thăm, sẽ liên lạc, rồi sẽ bắt đầu hỏi một số câu hỏi để xem hai người trả lời khớp hay không. Và những cái gì mình bổ túc cho nó về thân nhân, về địa chỉ 10 năm trước đây, về bà con của bên chồng bên vợ, thì nó phải có thời gian để cho nó nghiên cứu, cho nó check cái background, cái lý lịch của nó, kiểm tra hết. Rồi sau đó thì phần trăm cao nhân viên nó sẽ tới, hoặc là điện thoại tới để xem mình trả lời 50, 60 câu hỏi nó có giống nhau được hay không. Cho nên hồ sơ này chưa xong đâu. Cố gắng tiếp tục chứng từ ăn ở sống chung, cố gắng tiếp tục chứng từ liên lạc với nhau, cố gắng tiếp tục những cái chứng từ mình thường xuyên thăm viếng. Và khi mà nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tới thăm viếng hoặc là hỏi qua điện thoại, làm ơn có gì nói đó, không hiểu hỏi cho nó giải thích. Còn nếu mà những cái gì mà mình có nhiều cái trả lời thì trả lời cho người ta. Và khi mình là người bảo lãnh, mình nhận được cái điện thoại 10 giờ đêm hoặc là 1 giờ sáng hay như thế nào mà nó block, nó không có cho mình thấy, hoặc là số 202 của khu vực Washington DC, đa số đó là lãnh sự quán, làm ơn pick up cái điện thoại. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là ngày 20 tây của tháng 11 của năm 2023. Huy Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và tiện đây cho Tuấn xin chúc cho quý vị một buổi lễ Thanksgiving rất là bình an. Xin tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.